Xin chào các bác nhé, em vừa dọn xong tiếp được con rửa bát Panasonic TR9. Con này là mặt nó màu gold các bác nhé, mặt màu gold hình quả chám rất là đẹp. TR9 mặt nó trong này là hình các cái vân quả chám này các bác này. TR9 nhé, Econavi hẹn giờ, các chức năng nói chung là ok như nhau. Số điện thoại để chỉ em đây ạ. Con em để mã số 6 nhé. Được cái lưng tôn thành vách con này khá là phẳng. Đời 2017, lưng rất là đẹp con này. Bên đầu hồi này cũng rất là đẹp. Hàng bãi nói chung là khá là ok. 17 series máy con này 1077. Đây là 9. Rượt ngang nó còn sáng, nhựa sáng. Răng chỉ. Ở nhiều bác mua máy rửa bát thì cứ hay lo về răng. Cái tâm lý các bác chưa hiểu về máy rửa bát, riêng cái máy rửa bát Nhật nhé, thì răng này của nó không bao giờ hỏng, em khẳng định nhé, không bao giờ hở nước ở răng, chưa? Đây. Các cái răng này của nó không bao giờ hỏng, mà nó chỉ lúc nào cũng mềm như này luôn, không bao giờ các bác phải lo về răng nhé. Đây là em khẳng định câu em vì với kinh nghiệm bán nhiều, là nước của nó chỉ cấp vào đây có một tí đây thôi, nó chỉ phun lên cái này, nó chỉ có nhiệm vụ bắn mà nó ngậm vào cái khe này các bác này, đây. Các cái khe này ngậm hết vào đây, cho nên là không có chuyện hở nước ở răng, các bác không phải lo vấn đề đấy nhé. Rồi gan cái thứ ok này. Con TR9 này em bán 5,5 triệu, bảo hành 1 năm, màu gold đẹp các bác nhé. Giá chưa phí vận chuyển, chưa biến áp, ship hàng toàn quốc. Trước mua bán có đặt cọc trước 500 ạ, nhận hàng kiểm tra đúng hàng thanh toán nốt cho bên giao hàng. Phí vận chuyển đi toàn quốc là 150.000 ạ, biến áp các bác là mua là 500. Chào các bác nhé.